Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chưa ngồi vào chiếc ghế thủ tướng nhưng đã xuất hiện lời cảnh báo với ông Phạm Minh Chính. Quy luật muôn thuở, đi lên bằng con đường bất chính thì sẽ để lại những tiếng xấu cho đời. Bài học Nguyễn Văn Linh còn đó. Ông Nguyễn Văn Linh một thời đã được người dân Việt Nam tung hô là người đi đầu trong công cuộc đổi mới đất nước. Thì nay ông ta chỉ còn có công với Đảng. Còn với dân, ông ta có tội nhiều hơn vì công, vì ông đã là chủ trương ký kết Hiệp ước Thành Đô năm 1990. Trong khi đó, cái gọi là đổi mới mà hệ thống tuyên truyền hay ca tụng ông thì nay người ta phát hiện ra đó chỉ là hành động sửa sai chứ không phải làm gì mới cả. Bởi đơn giản, mô hình kinh tế miền Nam trước năm 1975 nó đã còn tốt hơn mô hình mà ông Nguyễn Văn Linh đã áp dụng sau này. Nhiều nhà đánh giá cho rằng đó chỉ là đổi mới nửa vời, không triệt để. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, người sẽ nắm ghế thủ tướng trong vài tháng tới. Nói chung, người dân bây giờ thông minh rồi, hiểu biết hơn rất nhiều rồi. Họ sẽ biết ai là người tội đồ, ai là người có công. Với dân thì công tội rất phân minh. Người lính Việt Nam Cộng Hòa hay người lính của chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà hy sinh cho đất nước đều được vinh danh như nhau. Đã bao nhiêu sách báo dưới thời xã hội chủ nghĩa phủ nhận công lao của 74 người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, nhưng dân vẫn không quên. Dù chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho dân miền Nam biết bao đau thương mất mát, nhưng với dân thì người lính đã ngã xuống chống giặc phương Bắc năm 1979 cũng được vinh danh. Nói thế để biết, nhân dân Việt Nam rất công tâm. Tội là tội, công là công, dù cho có tuyên truyền thế nào cũng không thay đổi. Đây là điều mà ông Phạm Minh Chính cần phải ghi nhớ khi ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ. Ông Phạm Minh Chính đã đi lên bằng gì, người dân cũng nhớ hết. Cũng tương tự như ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phạm Minh Chính được giới quan sát đánh giá là có mối quan hệ rất tốt với Bắc Kinh. Khi mà ông cho xúc tiến các dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn rất quyết liệt. Khu kinh tế Vân Đồn hoàn thiện nhưng hiện nay là do nỗ lực của ông Phạm Minh Chính chứ không phải ai khác cả. Được biết đặc khu kinh tế Vân Đồn là dự án của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương từ thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư. Nhưng qua nhiều đời Bí thư, Quảng Ninh vẫn chưa xúc tiến được công việc xây dựng. Cụ thể là Quảng Ninh dưới thời Vũ Đức Đam làm Bí thư, ông ta không hề xúc tiến dự án này. Đợi đến thời ông Phạm Minh Chính, ông ta mới đẩy mạnh dự án bất chấp luật đặc khu chưa có. Tuy ông Phạm Minh Chính cho đẩy nhanh dự án dưới danh nghĩa là thúc đẩy kinh tế Quảng Ninh, nhưng ẩn đằng sau đó là ông Phạm Minh Chính đã dùng dự án này để kết nối với Trung Quốc, tạo mối quan hệ chính trị lâu dài. Và đương nhiên, Trung Quốc luôn tạo mọi điều kiện cho những người thân tàu. Tuy là khu kinh tế Vân Đồn mang lại lợi ích kinh tế, nhưng xét về mặt chính trị thì nó lại tiềm ẩn nguy cơ chiếm dụng với dự định cho thuê đất đến đến một thế kỷ, tức là 100 năm. Và thực tế thì hiện nay, thành phần kết nối với khu kinh tế này chủ yếu là Trung Quốc. Và với điều kiện ưu đãi được thuê đất đến 99 năm thì thực sự là rất nguy hiểm. Đứng trước lợi ích kinh tế và thiệt hại về mặt chính trị, thì yếu tố chính trị phải được xem xét hàng đầu. Phải an toàn về chính trị trước đã mới xét đến lợi ích về kinh tế. Đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam cần phải rời xa quỹ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nếu ông Phạm Minh Chính đưa Việt Nam tới gần hơn với quỹ đạo của Trung Quốc, thì trách nhiệm của ông là rất lớn. Tuy ông có quyền lớn, nhưng nhân dân không làm gì được. Nhưng hậu thế sẽ phán xét công tội của ông không sót một hành động nào. Và khi bị sức ép quá lớn thì có bùng phát. Đây là hình ảnh yếu tố Trung Quốc tạo nên sức bật cho sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính. Với con người thông minh như ông Phạm Minh Chính, ắt ông nhận ra rủi ro chính trị sẽ đưa đến sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc. Tuy nhiên, vì quyền lợi chính trị của bản thân, có thể ông Phạm Minh Chính đã quyết định chọn nước cờ này để kết nối với phía Trung Quốc nhằm xây dựng sức mạnh chính trị cho bản thân. Từ sau khi làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã vào Bộ Chính trị ngay sau đó. Trong khi đó, ông Vũ Đức Đam cũng làm bí thư Quảng Ninh nhưng không xúc tiến dự án kinh tế Vân Đồn. Thế bây giờ, ông Đam lại đang chật vật ở lại vị trí Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ thứ 3. Đó là hai bản so sánh
để mọi người thấy rõ bản chất của việc lớn mạnh của thế lực Phạm Minh Chính là do đâu mà ra. Và bắt đầu xuất hiện một yếu tố cảnh báo một lần nữa. Hẳn là năm 2018, mà cụ thể là vào ngày 10 tháng 6 và ngày 17 tháng 6 năm này, tại Việt Nam đã xảy ra cuộc biểu tình lớn chưa từng có của nhân dân chống lại dự luật đặc khu. Lúc đó, ông Phạm Minh Chính đang là trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông phải thấy sự bất bình của người dân trước nguy cơ mất chủ quyền vào tay Trung Quốc như thế nào nếu cho họ thuê đất đến 99 năm. Sức mạnh này có khi lật đổ cả chế độ chứ không phải chuyện vừa. Mà cũng may người dân chỉ mới phản đối luật đặc khu, chứ người dân chưa chú ý đến gì đến những ông Chính đã làm ở Quảng Ninh trước đó. Đây là lời cảnh báo đầu tiên đối với những ai tiếp tục phát triển yếu tố với Trung Quốc vì mục đích sự nghiệp chính trị của mình và đưa Việt Nam gần về phía Trung Quốc hơn. Mới đây, mà cụ thể là vào ngày 27 tháng 2, trên đài BBC tiếng Việt, tác giả Quốc Phương đã có bài về Việt Nam, chính phủ mới cần yên lòng dân về đặc khu kinh tế. Trong bài viết có dẫn lời nhiều nhà báo ở Việt Nam về vấn đề đặc khu. Đây là vấn đề tiềm ẩn sự phản ứng của nhân dân trước nguy cơ chủ quyền bị đe dọa với yếu tố của Trung Quốc. Đề tài này chưa bao giờ ngồi ngoài. Đây là hình ảnh bài viết trên đài BBC tại London, không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là lời cảnh báo đối với ông Phạm Minh Chính. Trong bài trên BBC có dẫn lời nhà báo Võ Văn Tạo như sau. Xuất phát từ tâm lý e ngại, tham vọng bành trướng, thôn tính của các triều đại phong kiến cũng như Cộng sản Trung Hoa từ mấy nghìn năm đến nay, dân chúng Việt Nam đặc biệt lo lắng, nghi ngại việc nhà nước Việt Nam triển khai luật đặc khu áp dụng cho ba đặc khu Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh, Vân Phong ở tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc ở tỉnh Kiên Giang. Trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư Trung Quốc thâm nhập lũng đoạn kinh tế của Việt Nam. Vâng, đấy là nhận xét rất thực tế. Và với lần nhắc lại này của đài BBC cũng là một lời cảnh báo. Ông Phạm Minh Chính đã được rất nhiều việc từ việc của ông ở tỉnh Quảng Ninh và thực tế đó dân biết rất rõ, có điều là chưa tới lúc dân phẫn nộ mà thôi. Vào tháng 6 năm 2018 đã xảy ra biểu tình rầm rộ dự án phản đối dự luật đặc khu mà Quốc hội Việt Nam định thông qua. Ở một số thành phố ở khắp ba miền, Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó đành tức tốc chỉ đạo Quốc hội hoãn thông qua luật đặc khu. Vậy nên ông Phạm Minh Chính phải biết đây là ổ kiến lửa không được động đến. Thông tin cho thấy ông Phạm Minh Chính khó dứt bỏ yếu tố Trung Quốc. Tham tiền và tham quyền thì trong đó lòng tham với quyền lực nó mãnh liệt hơn rất nhiều. Chính vì tính tham quyền ấy mà người ta đã vấp chấp vận mệnh của đất nước để đạt được mục đích chính trị của mình. Yếu tố Trung Quốc là một chỗ dựa để xây dựng sức mạnh chính trị trong một chính trường đầy khốc liệt như chính trường tại Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng đã phải ký 27 văn kiện bí mật với phía Trung Quốc sau khi ông loại được ông Nguyễn Tân Dũng vào năm 2016 và trở thành thế lực chính trị mạnh nhất như hôm nay. Cái gì cũng có cái giá của nó cả, không gì là miễn phí. Ông Nguyễn Phú Trọng thì đã già nua, sự nghiệp chính trị không còn bao nhiêu lâu nữa. Giờ là đến lúc thế lực của ông Phạm Minh Chính lớn mạnh, và ông ta gắn liền với các dự án kinh tế Vân Đồn với yếu tố Trung Quốc đứng phía sau. Được biết khi làn sóng phản đối luật đặc khu dịu xuống thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại bật đèn xanh cho thành lập từng đặc khu kinh tế nói trên bằng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như một cách biến tấu rượu cũ bình mới. Đây là cách làm lừa dân rất không nên. Trước mắt dân đang bị lừa, nhưng rồi đến một ngày nào đó dân biết được mình bị lừa thì không ai biết hậu quả sẽ ra sao. Nếu cứ tiếp tục đà này để tìm kiếm một lợi ích chính trị thì không sớm thì muộn dân cũng sẽ biết. Việc cho nước ngoài thuê đất 99 năm là rất nguy hiểm đối với chủ quyền quốc gia, thì nay họ có thể nghĩ ra những cách cho thuê ngắn hơn như 45, 50 năm và sau đó tiếp tục gia hạn một lần nữa thì nó lại được 99 năm. Và cứ như thế họ gia hạn tiếp tục. Đây là hình ảnh sân bay quốc tế Vân Đồn hoạt động nhiều năm nay bất chấp luật đặc khu bị trì hoãn. Theo đánh giá của giới quan sát thì khu Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc là rất nguy hiểm. Nó giống như là tô giới. Ở Trung Quốc trước kia cũng có những tô giới để cho các nước phương Tây đặt chiếm, và cụ thể là Hồng Kông và Macau. Tuy nhiên, Anh Quốc và Bồ Đào Nha là hai quốc gia tử tế, họ sẽ trả khi hết hạn thuộc địa. Nhưng với Trung Quốc thì khác,
họ luôn muốn đánh cướp chủ quyền của quốc gia và đặc biệt là từ Việt Nam từ hàng ngàn năm nay, qua các tài liệu cho rằng họ có tử tế với bà ta như Anh Quốc, với nước Việt Nam như Anh Quốc của Bồ Đào Nha hay không là một câu hỏi rất lớn. Chưa bao giờ Trung Quốc là quốc gia tử tế cả, và bây giờ thì khó mà có được chút tử tế nào. Trong khi đó, họ luôn tìm mọi cách chiếm trọn Hoàng Sa, Trường Sa ở trên Biển Đông, thì liệu rằng khu Vân Đồn nằm trong tay họ 99 năm họ có trả lại sau 99 năm hay không là một câu hỏi. Phạm Minh Chính đã phóng Lào thì phải theo Lào, liệu có theo Lào tiếp tục nữa hay không? Sức mạnh chính trị của Phạm Minh Chính đang sở hữu thì điều đã rõ. Từ ban tổ chức trung ương đầy quyền lực mà nhảy ngang vào chính phủ, chiếm chiếc ghế thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc, ắt ông Chính phải thấy sự kỳ diệu của yếu tố Trung Quốc trong ý đồ xây dựng sức mạnh chính trị của ông ta. Đây là hình ảnh sau khi thay Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính sẽ làm gì? Thêm vào đó là ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ nắm ghế thủ tướng có một nhiệm kỳ cũng không thể giữ nổi chiếc ghế. Và thêm nữa, nhờ yếu tố Trung Quốc mà ông Nguyễn Phú Trọng dù 77 tuổi và bệnh tật đầy mình nhưng không ai bứng nổi ông ta ra khỏi chiếc ghế Tổng Bí Thư, dù đủ biết rằng yếu tố Trung Quốc lợi hại như thế nào. Và mặc cho điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam bị ông Nguyễn Phú Trọng trả đảm khi ông ngồi đến nhiệm kỳ thứ ba. Yếu tố Trung Quốc nó như ma túy vậy, tiêm vào thì có sức mạnh vô song, nhưng khi cai nó thì con người tự nhiên yếu đi thấy rõ. Vì vậy, khi ông Phạm Minh Chính đã phóng Lào thì khả năng ông phải theo Lào để gây dựng nên sức mạnh vô địch trên sân khấu chính trị tại Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả những điều này là phân tích đánh giá để đưa ra những bình luận. Nhưng Trung Quốc là một nước lớn nằm ngay cạnh Việt Nam, họ luôn luôn có mưu đồ bá chủ, bá quyền. Và cho đến giờ này, đường chín đoạn trên Biển Đông mà Trung Quốc vẽ ra vẫn được họ tuyên bố là chủ quyền của họ và yêu cầu Việt Nam phải rút đi, thì những đặc khu khi họ thuê 995 rất khó trả lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2021 với bản tin chưa ngồi vào ghế thủ tướng nhưng đã xuất hiện lời cảnh báo đối với ông Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.